Phật Pháp ứng dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Để đi vào thời pháp hội tối hôm nay, thành kính cung kính thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Giờ này ban tổ chức xin lưu ý đến toàn thể đạo tràng, toàn thể quý nam nữ Phật tử, cho dù chúng ta đang làm công việc gì, đồng quan hỷ đứng lên chắp tay trang nghiêm để chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thành kính tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, đệ nhất Phó Pháp Chủ, Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh toàn thể chư Tăng, quý nam nữ Phật tử, hướng tâm về Tổ đình Chùa Vạn Đức, nơi tôn trí kim hoang của Đức Đại Lão Hòa Thượng, dành một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm đến giác linh cố Đại Lão Hòa Thượng. Một phút nhập từ bi quán xin được phép bắt đầu. Từ bi quán đã trôi qua, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trước khi đi vào trong cái buổi học kinh pháp cú hôm nay, thì tôi có một ít điều lưu ý với tất cả các vị. Thứ nhất là ban tổ chức cũng được xin lỗi với toàn thể tất cả các vị về chương trình buffet tại tu viện Tường Vân, là do cái việc ra đi của cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, đó là một sự mất mát lớn lao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Một bậc thầy tài đức, một cái thạch trụ Tòng Lâm mà đã ra đi như thế là một cái niềm kính tiếc vô biên của toàn thể giáo hội.
Và vì vậy chúng ta cần phải thể hiện một cái gì đó trong một sự nghiêm túc cho sự ra đi của Ngài. Và vì vậy tiệc hay là những cái việc gì thuộc về sinh hoạt vui chơi gì đó thì chúng ta đều hoãn lại trong một tuần để mà cử hành tang lễ của cố Đại Lão Hòa Thượng. Thậm chí cả chương trình thi ca nhạc văn nghệ để mừng Vesak năm 2014 được Phật giáo Việt Nam chúng ta đăng cai thì chương trình đó cũng phải hoãn lại. Đúng ra tối hôm nay và tối ngày mai là nơi diễn ra các cái cụm mà thi văn nghệ của 24 quận huyện tại thành phố. Nhưng cũng vì cái việc này thì cái đó cũng thuộc về vui chơi ca hát, cũng phải hoãn lại. Cho nên ở đây tất cả những cái việc này tôi nghĩ các vị đều đồng tình và hoan hỷ với việc này hết tất cả. Nhưng tôi cũng thông báo cho tất cả các vị để chúng ta ý thức được một sự trọng đại trong Phật giáo của chúng ta. Rồi việc thứ hai là ngày mai 9 giờ tu viện chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi để về chùa Vạn Đức để lãnh lễ Giác Linh Hòa Thượng. Thì cái này tùy hỷ các vị. Các Phật tử trong tu viện chúng ta nếu ai muốn đi thuộc về đoàn hay là đi cá nhân là quyền của các vị. Còn nếu chúng ta đi thuộc về đoàn của tu viện Tường Vân thì chúng ta đăng ký với văn phòng tu viện để ban tổ chức biết trước mà sắp xếp xe cộ cho tất cả các vị đi cho được chu đáo. Tức là tùy vào số lượng đăng ký của các vị mà ban tổ chức sẽ sắp xếp xe cho các vị đi để chúng ta về đảnh lễ viếng giác linh của Hòa Thượng lần cuối cùng. Đó là những bậc thầy mà chúng ta đã thừa ơn quá nhiều trong cuộc đời học tu của chúng ta. Các vị đọc tất cả những kinh điển đại thừa của chúng ta thì dường như không có kinh điển nào mà không phải chính tay Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Nên nhớ là vậy. Kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, nhiều kinh khác, nói chung là cơ bản là như vậy, thì đều là những bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta, những bộ kinh lớn như thế. Vì vậy thì cái công lao của Hòa Thượng đối với cái việc mà chấn hưng Phật giáo và sự phát triển Phật giáo là một trong những bậc thầy lỗi lạc, là những bậc đạo cao đức trọng mà chúng ta có thể rằng xem là những bậc thầy nhất nước Việt Nam hiện giờ. Dường như khi Hòa Thượng Trí Tịnh đã nằm xuống rồi thì cái mức độ mà gọi là lão niên, mà gọi là những hàng thạch trụ tòng lâm tương đương như Hòa Thượng Trí Tịnh thì với cái nhìn của tôi là tôi thấy không có. Tại vì dường như Hòa Thượng là những bậc mà thầy mà tương đối sống thọ nhất so với tất cả các bậc đại lão Hòa Thượng của chúng ta. Thậm chí những người là đệ tử của Hòa Thượng cũng ra đi trước Hòa Thượng nữa. Vì vậy cho nên Hòa Thượng xem như là một bậc niên cao lạp trưởng nhất nước rồi. Về đời tu mô phạm cho đến tất cả mọi thứ, chúng ta đọc lại tiểu sử của Hòa Thượng trên trang web Phật Pháp ứng dụng của tu viện Tường Vân cũng có đôi dòng tiểu sử của Hòa Thượng, thì các vị cũng có thể vào trong Phật Pháp ứng dụng mà xem, hoặc là nhiều cái trang mạng khác cũng đều có đăng về cái tiểu sử của Hòa Thượng, thì coi lại để chúng ta biết, để chúng ta tự hào hãnh diện về một bậc thầy mô phạm của chúng ta noi bước mà tu hành. Có thể Hòa Thượng không xuất hiện nhiều trước công chúng là tại vì tuổi đời của Hòa Thượng đã niên cao lạp trưởng với vai trò lãnh đạo giáo hội như vậy. Cho nên là ít khi nào mà Hòa Thượng xuất hiện công chúng, nhưng Hòa Thượng sẽ có mặt trong tất cả những cái hội nghị lớn và những điều quan trọng. Còn những người mà gọi là thường xuất hiện trước công chúng là cỡ như tôi vậy nè, cỡ lãng mẩn như tôi vậy nè, thì đó thì thường hay vô ra rồi trước công chúng rồi thấy hoài giết chán đúng không? Chứ còn như cỡ đó với Đại Lão Hòa Thượng là chúng ta hiếm khi, tại vì những sự việc quan trọng mà Ngài phải làm việc vừa cái thời gian tự tu, rồi dịch kinh sách, rồi lại thời gian mà họp bàn hay là tất cả những công việc của giáo hội, các vị phải biết rằng rất chiếm nhiều thời gian, không có thể gọi là đủ sức khỏe và điều kiện để mà xuất hiện công chúng như thế này. Và sau này các vị có thể thỉnh mua nếu có. Đó là một bộ là Trí Tịnh toàn tập. Nếu ai mua được bộ Trí Tịnh toàn tập này thì phản bi dày vậy nè, chất lên phản bi nhiêu vậy, thì dường như trong đó có tổng hợp
những bài kinh dịch hay là tất cả mọi bản kinh của Hòa Thượng đã dịch trong đời đó ra là tổng hợp. Mặc dầu có thể theo tôi tham khảo sơ sơ là chưa được đầy đủ, nhưng mà cơ bản là dường như Trí Tịnh toàn tập này có thể là lần đầu, và chắc là sẽ bổ sung tiếp tục thêm các cái phần là Trí Tịnh toàn tập là còn nhiều nữa. Nhưng cái cơ bản đầu tiên ra dường như đây là tôi xem mới có thấy là bộ Hoa Nghiêm thôi. Ngài dịch một bộ Đại Bảo Tích là chất một đống như thế này. Chắc tôi không biết dịch bao nhiêu năm để có một bộ Đại Bảo Tích như vậy. Tức là những cái tạng kinh lớn, những bộ Đại Bát Nhã là chất một cái một sải tay như thế này. Một bộ Đại Bát Nhã thì chất là khủng khiếp lắm. Cho nên là các vị thấy rồi, có một cái bộ Đại Bát Nhã được thu gọn nhỏ ba tập như thế này. Thì nói chung là nhìn các tác phẩm của Hòa Thượng thì chúng ta sẽ hiểu cuộc đời của một bậc Đại Lão Hòa Thượng đã đóng góp gì cho Phật giáo chúng ta hôm nay và ngàn sau. Đây là những cái bài dịch hay là những cái sự đóng góp bất hủ mà 1000 năm sau vẫn còn giá trị mãi với Phật giáo của chúng ta. Các vị nên nhớ đó là như vậy. Người thì đã mất, nhưng mà có một cái câu là 100 năm tuy mất mà không mất. Pháp hạnh rạng ngời sánh núi sông là như vậy. Cho dù Ngài có ra đi, nhưng mà những gì đóng góp to lớn của Ngài vẫn còn mãi mãi. Và vì vậy chúng ta là những hàng hậu học, chúng ta là những người học Phật phải hiểu được điều này để biết như thế nào về các bậc Đại Lão Hòa Thượng của chúng ta. Và vì vậy cho nên chỉ thị của Trung ương Giáo hội ra thông cáo chung cho toàn quốc, tất cả các chùa đều làm băng rôn để tưởng niệm kính tiết Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta. Và đồng thời những văn phòng của ban trị sự các tỉnh thành thì phải làm bàn hương án để mà tưởng niệm Ngài. Còn các chùa thì làm toàn thể băng rôn chung một màu nền vàng chữ đen, là quy cách được quy định chung của toàn nước Việt Nam. Đây là những cái sự kiện lớn. Vì vậy các vị cư sĩ Phật tử của chúng ta cũng cần biết được những ít nhiều về các thông tin này trong nghi lễ hay là cái gì đó trong truyền thống Phật giáo của chúng ta. Cho nên thỉnh thoảng các vị cũng cần xem báo đài các thông tin để biết các Phật sự. Và sắp tới là chúng ta có đại lễ Vê Sắc, là những cái sự kiện lớn, đại lễ Phật Đản năm nay. Thì chúng ta cũng cần tham khảo báo đài, các trang web, các trang mạng để chúng ta biết được các thông tin này nữa. Biết được để chúng ta theo dõi, để chúng ta hiểu rằng Phật giáo chúng ta mọi thứ như thế nào. Và giờ đây chúng tôi cũng nói trước với các vị luôn, với cuộc họp lần trước tại Thành Hội, và tôi có nói về cái việc mà một vài việc là các nhà dân mà khi treo cờ Phật Đản đó, bị một vài người nơi địa phương, khu vực bảo gỡ xuống hay là có những gì thắc mắc đó, thì năm nay đây là cái việc đã được thông cáo chung rồi. Tất cả những trường hợp như vậy các vị có thể điện về ngay tu viện Tường Vân này nếu cần. Còn mà không, tôi nghĩ các ban ngành đều đã hiểu được việc này, chắc chắn năm nay sẽ không có một vấn đề mà đáng tiếc đó xảy ra. Trong khi Ngài Phật Đản treo cờ Phật giáo mà một vài nơi có cái điều gì đó, thì do nơi đó quá kém về mặt tiếp nhận các cái thông tư hay là hoặc là trong các cái sinh hoạt của hệ thống giữa giáo hội và các ban ngành của nhà nước chúng ta. Vì vậy các Phật tử cứ tự nhiên, nếu chúng ta không vi phạm về cái quốc lộ chung hay là bất cứ điều gì đó, thì đó là điều mà đã được cho phép, chấp thuận. Tại vì tất cả các việc khi đã ra công văn thì đều đã được sự chấp thuận của tất cả các ban ngành. Vì vậy cái cá nhân tùy tiện một vài địa phương nho nhỏ mà làm trở ngại cho cái sinh hoạt chung như vậy, thì các vị cứ báo về ban trị sự của các quận huyện hoặc tỉnh thành sẽ giúp cho can thiệp cho các vị về vấn đề đó. Năm nay nói để các vị ý thức trước luôn, để các vị khỏi cần ngần ngại. Đó là một việc chúng ta được khích lệ để làm một cách hợp pháp, thì không có bất cứ lý do gì mà ngần ngại. Trừ ra tự nhiên mà chúng ta đem cờ qua nhà người khác cấm á, cái đó kỳ, cái đó là người ta thưa là đúng. Còn chúng ta cấm ở trong nhà phạm vi của chúng ta là hoàn toàn không có vấn đề gì. Các vị nên nhớ là vậy như vậy. Đừng đem cờ Phật giáo qua nhà người khác cấm là được rồi. Nên nhớ chuyện này nha. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta. Thì hôm nay là chúng ta học tiếp cái phẩm tự ngã. Lần trước chúng ta đã học được mấy câu rồi? Nhớ không? 4 câu. Bữa nay có ai trả bài không? Mời người này trả bài thử xem. Lấy thay phần quà coi. Chuẩn bị mà không biết có nhận được không nữa.
Nam mô A Di Đà Phật. Con học thuộc được 4 câu từ 157 đến 160. Con xin trả bài cho thầy. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Câu 158. Trước phải tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác. Hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra. Câu 159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước phải tự sửa mình, rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Câu 160. Chính mình làm chỗ nương dựa cho mình, chứ người khác làm sao nương dựa được. Tự mình khéo tu tập sẽ đạt đến. Thầy dòng xuống. Con run quá thầy ạ. Rồi. Hôm nay con được đứng trên này, thực sự với thầy là con rất là run. Nên là con lấy hết can đảm của mình ra để trả bài cho thầy được 4 câu. Nó hụt con đoạn chót phải không? Thầy khuyến khích luôn. Bây giờ cho thầy hỏi ngay cái câu là tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Cô hiểu ý câu này như thế nào? Dạ, theo ý con, nếu mà sửa được mình thì rất là khó, vì tham dục trong mình quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn, cũng đòi, cũng muốn đạt được. Nếu mà mình mà sửa được mình thì rất là khó. Còn nếu... Chưa được đúng ý lắm. Dạ. Nhưng thôi cũng cảm ơn cô. Rồi gửi tặng các vị một món quà ha. Một... Này là khích lệ. Rồi thôi để tham khảo vị được rồi. Xin thưa tất cả các vị, ít nhất thì chúng ta học như vậy nó còn lưu lại một chút điều gì đó. Các vị phải hiểu cái câu mà nãy tôi hỏi cô này, tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Ở đây chúng ta phải hiểu ẩn ý của câu này là gì. Dĩ nhiên trong bản chất của mỗi con người chúng ta nhiều tật xấu, nhiều tham sân si, đó là điều đương nhiên. Không phải Đức Phật muốn nói đến cái đó. Cái đó là tự nhiên nó là như vậy. Nhưng mà muốn nói đến sửa mình khó nhất ở chỗ là biết là một lẽ, nhưng mà sửa lại là lẽ khác. Chúng ta có thể đem điều đó ra, chúng ta hướng dẫn người rất dễ, nhưng mà chúng ta để thực hiện được điều mà chúng ta nói với người, chuyện đó không phải dễ tí nào. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ cái câu đó ở chỗ là nhận ra được cái của mình có đã là khó, mà tự mình khắc phục những mặt hạn chế của mình là một điều khó hơn. Vì vậy Đức Phật khuyên ở đây là sửa mình là chính mình phải tự tu, chính mình phải tự ứng dụng, chính mình phải hành trì, thì cái đó mới đem lại lợi ích thiết thực. Chúng ta hiểu biết nhiều mà chúng ta không có làm được gì lợi ích cho chúng ta thì cái đó không phải là một lẽ thật. Chúng ta nên nhớ cái này là tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng rồi. Giống như chúng ta kể rất nhiều món ăn, nhưng mà chúng ta chưa ăn cái nào hết thì chúng ta cũng không có no được. Đây là điều đương nhiên, nó là như vậy. Cho nên cái ý ở đây Đức Phật muốn nói là chúng ta phải cần ăn những gì chúng ta nêu ra là điều quan trọng. Cho nên tham sân si hay là tất cả những cái tật xấu của con người là bản chất của chúng ta. Nhưng mà làm sao biết được để chuyển hóa nó để càng ngày tốt hơn là vấn đề Đức Phật muốn nói. Cho nên tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Nói thì rất là dễ, để nói là biết mình có tham, có sân, có si dễ lắm. Nhưng mà làm sao để kiềm chế, để điều phục nó là một điều khó. Cho nên chúng ta học tu cần phải điều phục ít nhiều về những tập khí, về những cái dở, cái xấu, cái tệ còn lại của chính bản thân mình. Đây là điều quan trọng. Xin thưa thật với các vị, khi có tu chúng ta mới hiểu ra nhiều điều phức tạp như vậy. Còn nếu chúng ta không có tu, tôi nói thật với các vị, ngàn đời các vị không bao giờ biết các vị có lỗi lầm. Tôi nói thật, nhiều khi tôi nhận những cái tin nhắn email của các vị, tôi cảm thấy mình nghĩ là Phật Pháp thật là tuyệt vời. Tại sao vậy? Có những người nói là cả đời con nhiều tật xấu. Tật xấu thứ nhất của đời con là ganh tị. Mà con hồi đó giờ khi chưa học Phật, con không nghĩ nó là xấu. Con rất ghét những ai hơn mình, hơn bất cứ lãnh vực nào con đều không ưa cả. Nhưng con nghĩ điều đó đâu có gì là xấu, bình thường. Nhưng mà khi nghe đến Phật Pháp, nhất là bài giảng lòng ganh tị, con mới thấy rằng
thì ra đó là một tật xấu. Cho nên tại tự con làm khổ con trong cái cuộc đời của con bao nhiêu năm trời vậy. Từ khi học ở học đường, cái tật xấu đó đã biểu hiện rồi. Khi trở thành thiếu nữ, đến trở thành con gái, rồi ăn học mọi thứ trong nhiều cái lĩnh vực, cô đều biểu hiện cái ganh tị và muốn dìm người khác khi biết người khác hơn mình, hoặc khi người khác có biểu hiện hơn mình. Và cô đều đau khổ một cách điên tiết nếu hành động đó cô không dìm được người đó, không hãm hại được người đó, và không triệt tiêu được người mà cô đã cho thấy rằng người đó hơn mình như thế. Cô báo động là như vậy. Mà cô nói rằng cái việc này khi học Phật mới nhận ra cái điều khiếm khuyết như vậy. Nhưng mà thầy ơi, vô cùng khó để kiềm chế. Mỗi một khi mình gặp những cái người hơn mình như vậy, cái máu ganh tị ở trong mình bắt đầu nó nổi lên thầy, mà không kiểm soát được. Và tôi nói với các vị, mai ra nhờ học Phật Pháp chúng ta nhận được những điều như thế sớm trong cuộc đời mà còn như vậy. Huống chi là nếu chúng ta không học Phật Pháp, tất cả những tâm xấu ác của chúng ta nó chứa nguyên trong lòng mà không bao giờ chúng ta biết nó là xấu ác. Sự thật với các vị là vậy. Đa phần chúng ta không bao giờ biết mình xấu. Những người không học Phật không bao giờ biết mình xấu, không bao giờ biết mình có lỗi lầm. Thông thường chúng ta cứ nói một cái câu đơn giản là làm sao phải thì thôi. Cái câu này chúng ta hay xài nhất, và đó cũng chính là cái bia miệng để che đậy nhiều tật xấu của chúng ta nhất. Chúng ta nên nhớ cái ý này nó là như vậy. Cho nên học Phật cái đầu tiên nhất là bắt đầu phát hiện ra mình có những cái tật xấu như thế nào, rồi sau đó từng bước mình mới điều phục những cái tật xấu đó. Đây là một trong những cái tiến trình tu tập. Tôi nói thật với các vị, để điều phục những tập khí của chúng ta không dễ đâu. Tôi nói thật, dễ là tất cả chúng ta đều là trở thành bậc thánh hết, nhưng mà vô cùng khó. Phải có bản lĩnh, phải tự kiềm chế, phải tự dùi mài trong từng ngày, từng tháng, từng năm như vậy thì quả mai mới hạn chế được ít nhiều các sai lầm này. Nên nhớ là như vậy. Thành ra khi mà cái câu nói một cách rất đơn giản, nhưng mà tôi hỏi thử để có các vị hiểu như thế nào về câu này. Ý nghĩa trong Phật Pháp nó là những điều như thế. Chúng ta học tiếp cái câu 161. Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu, dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Câu này thấy rất là dễ ha. Ác nghiệp do chính mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu, dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Cái câu đầu tiên là để là cái ác nghiệp làm khổ mình, làm hại mình như thế, thì cái câu sau là đem ra cái kim cương để phá hoại bảo thạch, để mà so sánh cho chúng ta thấy mức độ, lấy cái hình ảnh đó để thấy rằng cái ác nghiệp nó nguy hiểm như thế nào. Xin thưa thật với các vị, ác nghiệp do tự mình tạo, tự mình sinh ra. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Không ai gây cho chúng ta ra ác nghiệp, không ai tạo ác nghiệp cho chúng ta, và đồng thời cũng không ai cứu chuộc ác nghiệp của chúng ta. Tính ra nên nhớ cái câu này. Đây là điều mà người học Phật cần lưu ý. Một số những cái niềm tin khác, người ta cho rằng là cái tội chúng ta tạo ra nhưng mà có người khác bảo kê, người khác chuộc được, người khác thay được. Đây là những quan niệm không đúng lý tí nào. Và sự thật, đây là một điều nếu không nói quá lời, đó là nói láo. Nếu chúng ta muốn hiểu nó một cách cặn kẽ, một cái nghĩa thật nó là như vậy. Cho nên ở đây, ai có thể cứu chuộc được lỗi lầm của chúng ta? Trên cuộc đời này không ai thế chúng ta về mặt tội lỗi được cả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta tự tạo ra ác nghiệp và chúng ta phải tự trả giá cái ác nghiệp đó. Không có một ông trời, ông Phật, ông thần, ông thánh nào có thể can thiệp được việc này. Đức Phật lúc nào cũng tha thứ cho chúng ta, đó là điều đương nhiên. Thần thánh không phải có mặt trên cuộc đời để bắt lỗi các vị, nên nhớ như vậy. Nhưng mà cái giá các vị phải trả là trả theo quy luật của nhân quả, chứ không phải là do Phật phạt các vị, lo trời phạt các vị. Không có cái điều đó trên cuộc đời. Nếu mà Phật phạt được các vị thì Đức Phật tha thứ hết cho tất cả các vị trên cuộc đời này. Nhưng mà vì Đức Phật không có phạt các vị, Đức Phật không vỡ các vị, cũng không có trời đất thần thánh nào phạt dạ các vị.
mà quy luật của nhân quả trừng phạt chúng ta. Vì vậy Đức Phật chỉ thấy được rằng là nếu chúng ta gây ra ác nghiệp, chúng ta sẽ bị trừng phạt hay là trả giá như vậy. Và Đức Phật khuyên nên làm lành để tự cứu mình, chứ không ai khác cứu mình được. Điều này là điều các vị phải hiểu. Cái điều mà gọi là chúng ta tạo ra những ác nghiệp, cái người thân như cha với con, mẹ con cũng không có thể thế nhau được trong quy trình của nhân quả. Luật pháp thế gian cũng vậy mà. Ví như vừa rồi xét xử cái vụ án mà cái người mà chặt tay người khác để cướp xe SH đó, khi xét xử là vụ án gì? Tử hình. Như vậy bây giờ cha mẹ nói con tôi còn nhỏ lắm, mới có 24 tuổi à, thôi bây giờ thôi để tôi chết thế, tử hình tôi đi, thế cho con tôi nó được sống đi. Luật pháp làm được chuyện đó không? Không thể nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây là khi luật pháp thế gian chúng ta làm sai quấy, chúng ta phải trả cái giá đó. Thì quy luật nhân quả trong cuộc đời cũng vậy. Không có một thần thánh nào có thể can thiệp được cái quy luật nhân quả khi chúng ta đã gieo. Đức Phật chỉ giúp chúng ta là hạn chế chúng ta gieo nhân xấu, chứ Đức Phật không thể nào chúng ta gieo nhân xấu rồi lại chúng ta than để rồi Đức Phật tha thứ cái điều đó. Không bao giờ có việc đó trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta là thích là như vậy. Chúng ta thích làm xấu mà có người bảo kê, chúng ta thích làm ác mà có người chịu thế. Đây là cái cách của con người chúng ta là vậy. Cho nên có những người cứ nói là à làm những điều đó đi rồi có người tha thứ, có người bảo kê, có người là thế này thế kia cho, thì trong cảm giác chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. À, chúng ta học cái phẩm này rồi chúng ta thấy từng bước để nhận ra cái tính của người phàm phu chúng ta như thế nào. Các cái câu này hay tuyệt vời. À, và Đức Phật mới đem ra ác nghiệp hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Cái kẻ ngu ở đây là cái người thiếu trí tuệ, phải hiểu là như vậy. Cho nên hồi trưa này tôi có nói chuyện với cái cô đó là người Thiên Chúa giáo. Quan niệm Thiên Chúa giáo là Chúa sinh ra tất cả các loài vật để cho chúng ta ăn. Và bên cạnh đó có một vài học thuyết cho cái câu là vật dưỡng nhân. Đây là câu của bên Khổng giáo. Tức là các cái con vật có trên cuộc đời sinh ra để mà phục vụ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Tôi nói các vị nói như vậy là sai rồi. Trên cuộc đời này không có con nào dưỡng ai cả. Mà trên cuộc đời này quy tắc theo thông thường là mạnh được yếu thua. Chúng ta có đầy đủ trí huệ hoặc điều kiện hơn một con vật, cho nên chúng ta phải ép nó vào con đường cùng là nó phải chết với cái nhu cầu ăn uống của chúng ta. Nhưng trong một hoàn cảnh khác, ta yếu thế hơn, ta sẽ chấp nhận những cái loại sinh vật khác hãm hại chúng ta hoặc là sát hại chúng ta trở lại. Các vị nên nhớ, tôi nhớ không lầm cách đây khoảng 6 tháng hoặc là 7 tháng cỡ khoảng đó, trên báo VN Express có đăng một cái thông tin mà chúng ta đọc để chúng ta hiểu về điều này. Dường như là trong Thế chiến thứ 2, một chiếc tàu chiến của Mỹ dường như là, nói chung là trên cái đoạn đường đi qua Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương gì đó, rồi tình cờ á, đi ra gần giữa biển mới bị thủy lôi á, của người khác gài á, mới bắn thẳng vào tàu và vỡ tàu. Trong cái chiếc tàu chiến đó hình như là tôi nhớ không lầm là khoảng gần 300 quân lính, tất cả đều mang áo phao và nhảy xuống biển hết. Bởi vì khi mà bị thủy lôi như vậy là nổ banh tàu và tàu chìm, làm sao ở đó được. Và các vị nên hiểu rằng chẳng may cái chiếc này bị thủy lôi ngay cái vùng của cá mập, cho nên khi các quân nhân mà nhảy ra khỏi tàu thì tất cả cá mập các nơi khác nó ùa về nơi đó để mà nó săn mồi chứ không có gì cả. Và trong cái quá trình như vậy đó, thì khi mà giữa biển như vậy đó, thì trước khi mà nhảy xuống biển cũng đã báo về các cái nơi rồi. Mà các vị biết là nếu từ trong bờ mà đi ra tới cái ngay cái nơi mà gặp nạn đó, để tàu được cứu hộ á, ít nhất cũng 3 đến 4 ngày. Cái quãng đường rất là dài chứ đâu phải là tưởng tượng đâu. À, các vị nhá. Cho nên vừa rồi tôi đọc báo tôi thấy có một số người nói là
tìm thấy mảnh vỡ gì á, hay là vệ tinh chụp thấy các cái mảnh gì của Boeing 777 của Malaysia đó, sao không nói là trực thăng ra đó để mà coi là cái gì, hoặc thế thế. Các vị nói như vậy là các vị không hiểu về cái quy tắc của các cái khoa học công nghệ hay là các cái phương tiện gì cả. Các vị nên nhớ không có một trực thăng nào có thể đủ sức để bay tới những vùng như thế cả. Trực thăng là một trong những cái dạng mà hoạt động tầm ngắn trong một mức độ nào đó chứ không thể nào mà bay ra cả hàng ngàn km như vậy, cách bờ biển cả 1.000 mấy trăm đến 2.000 km, không có trực thăng nào làm được việc đó. Và máy bay khi bay ra được tới đó thì các vị cũng cảm thấy rằng bay ở một độ tầm an toàn chứ không thể nào hạ gần dưới mặt nước được, không có cách nào mà máy bay nào làm được chuyện đó. Phải hiểu là điều đó là người vệ tinh hoặc là máy bay chụp ảnh rồi, chỉ có tàu mới đến được nơi đó thôi. Nhưng mà các vị thử nghĩ chiếc tàu mà chạy ra gần 2.000 cây số, tôi cho nó chạy nhanh nhất là khoảng 60 km/h đó, thì các vị nhân lên đi coi khoảng bao lâu mới có thể tới đó được. Cho nên mọi thứ chúng ta phải hiểu được như vậy. Cho nên là khi mà chiếc tàu này lâm nạn cũng trong hoàn cảnh đó, cá mập dây bốn bên rồi, cái mấy người này bắt đầu là ai còn sống sót đó, bắt đầu mới gom lên thành cái cụm như cá lồng rồng vậy đó. Tức là cụm vô như vậy mà cứ là mấy ngày đêm lên đên trên nước, mà cứ là nghe a một cái là biết ở nơi đó táp cái phập là đi một người. Các vị nhớ là như vậy nha. Và các vị này nói là cái ông này ông kể lại đó, một người bạn sát bên ổng, ông chứng kiến rất rõ cá mập nhào vô táp và người bạn ra đi mà không ai làm gì được. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Ổng nói là mấy chục năm sau này khi kể lại, ổng vẫn kinh hoàng về hình ảnh đó. Mấy trăm người cuối cùng khi mà tàu đến vớt chỉ còn có mấy mươi người thôi các vị. Vừa chết vì đói lạnh, vừa chết vì cá mập ăn tất cả những nơi đó. Tôi muốn nói câu chuyện này để các vị hiểu điều gì. Quan niệm về vật dưỡng nhân là một quan niệm chúng ta thấy rất thực dụng, chúng ta nói chứ chúng ta không phải nói về chân lý. Nên nhớ là như vậy. Nếu trong hoàn cảnh đó thì ai dưỡng ai? Nếu thật sự vật dưỡng nhân thì đố con cá mập nào dám đụng tao, có phải vậy không? Đúng không? Nó là cái nô lệ của mình, nó để mà nuôi cho mình, nó là cái loài mà gọi là để mà dưới quyền kiểm soát của mình mà. Rồi sao lúc đó không nói mày dưỡng tao nghe, mày không được cắn tao đó, sao lúc đó không nói đi? Tôi muốn nói với các vị hiểu rằng quy luật phải hiểu là như vậy. Cho nên mạnh được yếu thua là chúng ta phải nhìn một cái nguyên tắc của vũ trụ, của quy luật để nói, chứ đừng có nhìn một vài hình ảnh thực tế trước mắt rồi chúng ta nói đại một cái điều, cái đó nói như vậy là thiếu suy nghĩ. Không, một nền triết học hay là một quan điểm về quy tắc nào đó đưa ra không thể nào hời hợt nhìn ở phía trước mắt như vậy mà nói được, phải nhìn một tính cách tổng thể. Cho nên các vị coi lại cái bài giảng tôi giảng là kinh doanh theo quan niệm đạo Phật. Ở trong đó có một vị hỏi tôi rằng đạo Phật làm sao giúp bảo vệ được môi trường. Tôi nói thật sự, tôi nói đừng có nói những cái câu gọi là nói mà không bao giờ thực hiện được. Đạo Phật sẵn sàng có giải pháp giúp để chúng ta giải quyết về vấn đề môi trường, nhưng ai là người ứng dụng về điều đó? Tôi hỏi các vị nè, chỉ cần ăn chay thôi là bảo vệ được môi trường, thì bây giờ các vị nghĩ trên thế giới này được bao nhiêu phần trăm cái số lượng người ăn chay? Các vị chỉ tôi coi. Tôi hỏi các vị trong hội trường này thôi, là Phật tử luôn đó, bao nhiêu người ở trong đây ăn chay trường, đưa tay lên tôi coi. Số lượng này là tương đối quá nhiều so với tính theo phần trăm của cả thế giới. Tôi nói là như vậy. May là ở đây là chúng ta môi trường của học và tu là những người Phật tử, mà cái mức độ ăn chay trường chúng ta còn thấy nó là như vậy. Cho nên có một vài người học và tu cứ đưa ra những giải pháp cực đoan, ăn chay là phải vậy, ăn chay là vậy, chỉ trích người kia ăn mặn thế thế, đó là nói xàm. Tôi cho những cái người đó là một cái thụ động ích kỷ với chính bản thân mình mà không có tầm nhìn về xã hội và thế giới. Một vài người tu cá biệt như vậy, cái người đó không làm được gì cho đạo pháp và chúng sinh trên cuộc đời. Đó là những thái độ cực đoan mê tín trong hành động. Tôi chia sẻ với các vị là bằng một quan điểm trí tuệ theo lời Phật dạy. Ăn chay tất cả mọi thứ phải có cái nhìn theo quan niệm Phật dạy, chứ không phải bằng những người tín ngưỡng cực đoan
rồi để ăn như thế, ăn phải khổ hạnh như thế, khắc khổ thế, chỉ trích người ăn kia như thế, phải đi rửa nồi rửa ơ trước khi làm thế thế. À, rồi ăn mặn nếm thím cái này rồi bị tội như thế. À, rồi cái chén rồi ăn chay là phải đi mua chén mới nha, chén ăn mặn rồi ăn tội như thế, tào lao. À, tôi nói cho các vị như vậy. Chính chỗ đó mà Phật Pháp không ngóc đầu lên được. Nếu Phật Pháp mà chúng ta cảm thấy điều đó là cao siêu thì suốt đời này Phật Pháp không độ được ai trên cuộc đời này. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên có những người nói à, ăn trứng là tội thế kia, à, tại sao là thế thế. Đó là những người không hiểu gì về điều này. Chỉ biết chính mình thôi và tưởng tượng rằng mình ăn như vậy là mình giỏi, mình hay. Cho nên tự thổi phồng cái chuyện đó. Chuyện tu tập không phải là những cái cách như vậy. Giải thoát không phải là những cái cách như vậy. Và sự phát triển đạo Phật không phải là những cái cách như vậy. Không phải tự trong sạch bằng một cách tiêu cực, ích kỷ và thậm chí mê tín của mình để gọi là đưa Phật giáo lên, sai lầm hoàn toàn. Cho nên tôi muốn nói là cái gì nói ra là phải nằm ở trên quy luật và tổng thể, và nhìn đạo Phật một cái tầm rộng lớn cả thế giới hay là lớn hơn nữa chúng ta mới hiểu được. Còn nằm trong phạm vi của những cái nhóm người tu hay là những nhóm Phật tử, đó là chuyện quá bình thường. Quá bình thường. Cho nên chúng ta làm sao để tiếp phần để hạn chế được cái sự ảnh hưởng về môi trường hay là bảo vệ sự sống của muôn loài. Chúng ta phải giải quyết từ cái gốc và phải giải quyết có trí tuệ kìa. Chứ không phải giải quyết bằng tín ngưỡng suông như vậy mà có thể giúp được đạo Phật và giúp được mọi người. Không giúp được ai bằng cái cách đó cả. Và thậm chí tự mình cũng không có được cái gì nữa từ những hành động đó. Phải là như vậy chứ. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi rất là thẳng thắn. Tôi không ngại ngùng bởi một vài người tiêu cực bằng cái cách đó để lý giải về Phật Pháp. Tôi không giới thiệu một cái đạo Phật cho các vị bằng những cái hình ảnh tín ngưỡng và trong đó có ướm cả màu sắc mê tín ở trong đó. Bởi vì đạo Phật như vậy không có thể phát triển được và không có làm sự hạnh phúc an lạc cho bất cứ một ai. Và đạo Phật như vậy sẽ không có ý nghĩa trên cuộc đời. Một cái đạo Phật mà đi đua đòi với bao nhiêu tín ngưỡng khác về vấn đề nói làm sàm như thế để làm cái gì? Cho nên khi hiểu về đạo Phật, tôi mới nói với các vị là ở trong đây ác nghiệp phá hoại kẻ ngu. À, tức là những cái cách nhìn của chúng ta bằng một cách hạn chế, à, bằng một cách giới hạn, nhìn cái theo phàm phu tánh. Bây giờ chúng ta có quyền biện giải, à, là cái gì ai sanh ra các loài vật chúng ta ăn hay là vật dưỡng nhân, chúng ta có quyền nói, tôi cũng có quyền nói vậy. Còn cái quy luật có hay không mới là vấn đề quan trọng. Còn chúng ta nói chúng ta có quyền, chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền, à, làm bất cứ những chuyện gì không vi phạm luật pháp, không đâu vi phạm về đạo đức gì đó, chúng ta có quyền, đó là quyền tự do của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách chính xác đi. À, cho nên tôi hồi chiều tôi có nói một cái câu vừa thật mà vừa đùa với cái vị đó. À, tôi nói á, có những người nghĩ ăn chay ăn lạc đồ này kia đó là ngu. Họ nói đời có đủ thứ, nào hải sản, nào bò, heo, trâu, chó gì đó, không ăn đi ăn ba rau cỏ, ngu. Tôi nói cái ngu này đầu tiên nhất, nếu mà sự thật là như vậy á, tôi phải nói giáo tổ mình là ngu nhất. À, tôi nói vừa đùa mà vừa thật như vậy. Đức Phật có tất cả, tại sao Đức Phật không ăn, không xài, không hưởng thụ mà để như vậy? Nếu có thể là Đức Phật là chúng ta là ngu đầu tiên và chúng ta ngu theo. À, cái đó nó là như vậy. Tôi nói nếu đúng cái quan điểm đó là như vậy. Sự thật nói không mang cái nghĩa gì cả, cứ hiểu như một quy luật đi. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu được điều gì? Làm được hay không là việc của chúng ta. Điều quan trọng nên hiểu đúng một vấn đề. Rồi làm được bao nhiêu đó tùy. Các vị có thể nghe lại cái câu trả lời của tôi bữa giảng tại khách sạn Residence đó. Trong cái câu hỏi cuối cùng tôi có nói về điều đó. Các vị nghe để cảm thấy được rằng là tôi không thuyết minh một vấn đề ảo tưởng bằng tưởng tượng, à, mà chúng ta phải đưa ra một vấn đề để thiết thực trong tầm tay và khả năng của chúng ta có thể đóng góp và xây dựng được. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Có một số người chết là hết. Nói như vậy để mình an tâm cho chính bản thân mình. Mình nói câu chết là hết. Tôi nói thật với các vị, nếu cuộc đời này đúng nghĩa là chết là hết, tôi vác dao đi ăn cướp chứ không làm thầy tu.
tôi dám công bố dưới cuộc đời này luôn. À, chết bỏ mạng cũng đi ăn cướp nữa. À, tôi nói thật với các vị đó. Tại sao như vậy? Nếu thật sự cuộc đời chết là hết thì không cần làm tốt, không cần tu tập, không cần đóng góp, không cần hy sinh, không cần gì cả. Nếu đúng nghĩa nó là như vậy, giải gì trong cuộc đời chết là hết mà để đi hy sinh một cái kiếp đời mấy chục năm uổng phí. Và những sự hy sinh này là vô nghĩa, thì để làm gì? Các vị hiểu là như vậy. Nhưng một số người ích kỷ cho sự hưởng thụ và bao che cho hành động lỗi lầm của mình, tự nói bằng câu chết là hết để tự bảo vệ những hành động sai quấy của mình mà người khác không góp ý và xây dựng được. Cái đó nó xuất phát từ cái hưởng thụ ích kỷ mà ra thôi, chứ chả có là gì cả. Và cái này chúng ta nhìn theo góc độ của Phật giáo thì cái đó là kém hiểu biết quá. Như vậy tại sao chúng ta phải là người tốt? Tại sao chúng ta phải hy sinh? Tại sao chúng ta phải làm việc lành? Tại sao chúng ta phải tu tập? Tại sao chúng ta phải đóng góp? Tại sao chúng ta phải làm những cái điều cho xã hội? Tất cả mọi thứ vì cái gì? Vì làm chơi vậy, cái chết hết bỏ hả? Nếu đúng nghĩa như vậy không ai làm. Và nếu đã quan niệm này, sự thật nó nằm trong một vài người lẻ tẻ trên ngón tay. Chứ nếu đúng nghĩa là như vậy thì xã hội này loạn mất đi thôi. Bởi vì không ai sống cho ai, và không ai nhường ai, và không ai giúp đỡ ai cả. Các vị nên nhớ, phát biểu tiêu cực mà lại còn la lớn nữa. Cho nên học Phật chúng ta sẽ hiểu được những cái điều này. Khi chúng ta không học Phật rồi, chúng ta mới không có hiểu được những cái quy trình đó. Và cô này mới nói với tôi rằng: thưa thầy, cho dù điều đó con công nhận đi, nhưng cái quan niệm và luân hồi của Phật giáo á, chết là trước khi chúng ta sinh ra cuộc đời chúng ta đã có cuộc sống trước, rồi sau khi chết chúng ta tái sinh vậy vậy đó. Con không tin được cái này, con cũng cảm thấy còn mơ hồ về điều đó. Tôi hỏi cô này một câu, tôi hỏi cô biết kim cương không? Cái này chắc là tôi nghĩ phụ nữ nào cũng biết, đúng không? Kim cương là gì? Hột xoàn, đúng không? Ở đây chúng ta hiểu cái gì? Tôi hỏi cô biết hạt kim cương không? Cô nói biết. Tôi hỏi vậy chứ cô biết hạt kim cương nó sinh ra từ đâu không? Cô nói không. Như vậy thì tôi mới nói rằng nếu học thì chúng ta tìm hiểu, chúng ta hiểu rằng kim cương được hình thành từ đâu? Từ đâu? Từ carbon. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị thấy kim cương hay là các vị thấy carbon? Thấy cái gì? Thấy kim cương mà không thấy được carbon. Vậy thì có thể nào chúng ta nói là ông nhà khoa học nói láo? Kim cương dày một hạt cứng như thế này, thậm chí ở đây là kim cương có thể phá hoại các bảo thạch như thế này. Nó như vậy mà nó hình thành từ carbon, tức là một loại khí mà tôi cũng thấy. Có ai nói như vậy không? Như vậy thì tôi nói với các vị để hiểu điều gì? Chúng ta thấy kim cương mà không thấy được quá trình hình thành kim cương. Và nhờ các nhà khoa học đã cho chúng ta biết tại sao kim cương được hình thành từ đâu và như thế nào, nhờ các phương tiện của khoa học. Vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Có mặt trên cuộc đời, các vị thấy hiện tượng của các bà mẹ sinh ra các đứa em bé trên cuộc đời, các vị thấy rất rõ, nhưng mà các vị biết nó hình thành từ đâu không? Chúng ta chỉ biết các hiện tượng của nó mà không biết cả quá trình. Bởi vì quá trình đó là một cái điều mà gọi là siêu hình, nó không phải nhìn bằng trực quan của mắt chúng ta có thể thấy được. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào hiểu được điều đó. Chúng ta hiểu được điều đó là nhờ Đức Phật, nhờ các bậc chứng thánh, nhờ những người có tuệ giác mới thấy được cái quy trình này. Cũng vậy, nhờ các phương tiện khoa học chúng ta mới hiểu được cái quy trình hình thành kim cương. Thầy hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên cái hiện tượng này chúng ta thấy như vậy, nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để nhìn về cái quá trình của nó. Cho nên tôi muốn nói với các vị điều gì? Khi chúng ta học Phật rồi chúng ta sẽ hiểu rất rõ, chứ không nhìn một cách rất đơn giản như cái cảm quan của chúng ta về điều đó. Vậy thì những người học Phật của chúng ta sẽ giúp chúng ta có trí tuệ rất sâu, rất rộng về điều này. Tôi phân tích như vậy, cô cảm thấy gật đầu. Tôi nói khi không hiểu được điều đó, chúng ta phải thừa nhận rằng cái khả năng hiểu biết chúng ta còn giới hạn, chứ đừng cho rằng cái điều đó là phi thực tế hoặc là không có. Bởi vì chúng ta chưa đủ khả năng để thấy được điều đó. Tôi muốn nói rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới đưa ra là ác nghiệp hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch.
Kim cương là một loại cứng nhất trong tất cả các dạng và vật thể. Các vị biết là cái mũi khoan mà của các cái giàn khoan mà mỏ dầu đồ, cái mũi làm bằng gì? Kim cương. Các vị biết đó, ở trên mặt đất chúng ta thấy như vậy nè, nhưng mà sâu trong mặt đất các địa tầng á, chúng ta biết rằng trong cái các địa tầng nó có nhiều loại lắm. Ở trên trước hết là đất, rồi sau đó chúng ta dường như đào sâu chúng ta thấy bùn. Nhưng mà không phải là bùn là nó nhão hoài xuống dưới. Xuống dưới bắt đầu nó tới lớp cát, rồi xuống nữa nó có lớp đá, rồi xuống nữa nó có các cái loại khác ở trong lòng đất. Một cái khoảng mà từ trên mặt đất đi xuống cả hàng ngàn mét, 2000 mét như vậy, chúng ta biết bằng trải qua không biết bao nhiêu các loại địa tầng, các loại đá, các loại xoải và các loại kim loại khoáng chất khác nó nằm dọc trên đó. Mà nếu mà một mũi khoan mà tôi cho là bằng thép đi, khoan xuống một khoảng thôi nó sẽ quẹo và nó gãy hết toàn bộ như vậy. Chỉ có kim cương mới đủ sức để xoay tất cả những cái khoảng mà nếu gặp đá mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Những cái người mà đi cắt kiến á, người ta cầm cái mũi dao người ta gạch một cái, chúng ta thấy kiến đứt ngọt như vậy, chúng ta không biết là cái gì. Thật sự tất cả những cái đó, cái mũi nó được làm bằng kim cương, nó bén đến độ mà người ta gạch kiến nó mới đứt như vậy đó. Chứ không có một loại thép, loại sắt nào có thể gạch được cái kiến của chúng ta. Kiến của chúng ta gắn cửa đó, chúng ta thấy rằng người ta đo giờ, người ta lấy mũi dao người ta gạch một cái vậy là nó đứt toàn bộ xuống như vậy. Không đơn giản. Không có một loại thép nào làm được điều đó. Chỉ có mũi kim cương mới làm được điều đó. Chúng ta nên nhớ. Tôi nhớ cách này hơn 20 năm, tôi có xem Kỳ Quan Trung Hoa, và trong đó người ta tìm được một cái thanh gươm của vua Vạn Lịch. Vua Vạn Lịch hình như là, nếu nhớ không lầm, là vua vào đời nhà Minh gì đó. Thì khi mà tìm ra được cái thanh gươm đó thì phản bi da như vậy. Và người ta muốn cho mình biết rằng cái độ bén của thanh gươm bằng kim cương như thế nào. Người ta chất một chồng giấy như thế này, và cái người đó chỉ cầm thanh gươm người ta vậy nè, người ta kéo thôi chứ người ta không có cắt nha. Người ta cứ cầm người ta kéo vậy nè, kéo tới đâu là giấy nó đứt y chang như kéo mà chúng ta cắt từng tấm giấy vậy. Nó bén một cái cách khủng khiếp như vậy đó. Thì chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi hỏi những người thợ kim cương, tôi hỏi nếu như vậy tại sao có những hộp tròn 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 tròn, chúng ta lấy cái gì chúng ta mài nó? Thì người ta nói là lấy kim cương mài kim cương. Cũng nói chung là cũng lý lắc lắm á. Tôi cũng phải tìm hiểu các việc thử nó như thế nào. Tôi hiểu được như vậy này tôi mới nói là những cái thợ mà làm kim hoàn để làm hột xoàn rồi đó. Tôi hỏi như vậy nó cứng quá rồi, các vị làm cái điều gì để các vị làm được những cái hạt kim cương như ý mà có góc có cạnh nó tròn hay là nó theo hình thù như ý của chúng ta? Thì họ nói chỉ có điều lấy kim cương mài kim cương thôi chứ không có cách gì khác. Thì ở đây chúng ta hiểu nó là như vậy. Cho nên ở đây khi Đức Phật đưa ra một câu là thuộc về là chân lý à, ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Như vậy kim cương có thể phá được tất cả các mọi vật cứng trên cuộc đời, nhưng mà các loại khác không thể phá được kim cương. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây ác nghiệp phá hoại kẻ ngu, tức là những người thiếu trí tuệ, những người nhìn nhận về vấn đề Phật Pháp chúng ta nhìn nhận chưa tới. Rồi đôi khi chúng ta làm càng chính cái đó, ác nghiệp làm khổ đau chúng ta mà không có cách gì khác. Nhưng mà chúng ta đa phần là như vậy. Trong cuộc đời bao giờ chúng ta gặp khổ chúng ta mới giác ngộ. Cái điều này hơi tiếc, hơi tiếc. Nếu chúng ta học Phật chúng ta sẽ hạn chế được cái sự phát tác của các ác nghiệp này. Còn bằng không bình thường, khi khổ đau chúng ta mới chạy tìm những cái giải pháp, thì đa phần là muộn màng. Nên nhớ là như vậy. Học Phật là cái cách chuẩn bị trước cho chúng ta, đó là cái cách nhìn khôn ngoan. Câu 162: sự phá giới làm hại mình như dây mang bao quanh cây ta la, làm cho nó khô héo. Người phá giới là làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ. Ở đây thì thật ra mà nói, ở đây tôi thấy cái cây mà để gọi là cái từ mà dây mang đó, thì mình không biết là cái dây, chữ như dây mang, cái này là in có thể sai chính tả đó. Dây là một dạng dây leo á, chứ không phải là chữ di này. Di dây này là dây là giờ khắc á, thì nó không đúng. Đúng ra cái này là phải là dây, là một loại dây bìm, giống như dây bìm dây sắn vậy đó. Thì ở đây dây mang là một loại dây gì đó của Ấn Độ, tôi không gành. Ở trong đây thì chú thích là
Mạng la phạm gì đó là một loại dây bìm, thì ở đây dịch dây bìm. Cây ta la là khi nó đã bị leo quấn vào thì nó khô chết ngay, thì chắc là nó có một cái tính kỵ gì đó, dây này quấn tới đâu thì cây đã chết tới đó. Thì ở đây là cái chữ dây này có thể in sai chính tả, thì chúng ta coi về điều đó. Cho nên khi nhìn vào dây chúng ta không hiểu. Sự phá giới làm hại mình như dây mang bao quanh cây ta la, làm cho nó khô héo. Người phá giới là làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ. Cái đây là câu này rất là chính xác. Ở đây chúng ta thấy rằng cái người phá giới mà hại mình như dây mang bao quanh cây ta la để tự làm cho nó chết, thì cái câu này chúng ta phải hiểu rằng giới ở đây nó không mang cái nghĩa như là một cái điều mà chúng ta chỉ thọ giới với Phật Pháp đâu. Mà Đức Phật muốn nói đó là quy luật của nhân quả. Những hành động sai, những ác nghiệp của chúng ta, có người nghĩ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, có người nghĩ rằng Đức Phật đặt ra cho người Phật tử đây là điều sai lầm nhất, mà tôi đã từng giảng không biết bao nhiêu trong các trường hợp để quy cho các vị. Có những người vì sợ cái điều này mà không dám quy y nè. Có người nghĩ là bây giờ theo Phật thì cũng thích đó, nhưng mà trong khi quy y rồi, Đức Phật kêu giữ năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ví dụ vậy, mà mình thấy mình còn nhiều thứ mình sai phạm trong này lắm, cho nên mình không dám quy y. Quy y rồi sai phạm rồi sợ tội. Đây là cái hiểu sai lầm. Quy y giữ không được sợ tội, vậy không quy muốn làm gì làm, không có tội à? Nếu gì vậy giải gì đi quy y. Phải hiểu rất rõ. Cho nên cái này chúng ta phải hiểu rằng nguyên tắc trong cuộc đời, chúng ta là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta vi phạm những điều mà như Đức Phật nêu ra thì chúng ta vẫn trả dai một cách sòng phẳng, chứ không phải là người học Phật mới bị điều đó. Nên hiểu rất rõ là như vậy. Tất cả mọi người trên cuộc đời, chúng ta có biết hay không, vẫn là như thế. Cho nên Đức Phật nói sự phá giới làm hại mình như dây mang bao quanh cây ta la, làm cho nó khô héo. Cũng vậy, người sống nhiều ác nghiệp tự làm cho người đó phải nhiều khổ đau, phải nhiều sự xúc giảm à, đó là chuyện đương nhiên rồi. Tùy mức độ ác nghiệp như thế nào thì người đó sẽ tùy cái mức độ đó mà bị xúc giảm như thế. Cũng như tùy cái mức độ bao quanh của sợi dây này như thế nào thì cây ta la sẽ chết dần chết mòn như thế đó. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cái lời Đức Phật nói trong đây nó mang cái nghĩa như vậy. Người phá giới làm điều mà kẻ thù muốn làm cho ta. Ở đây chúng ta tự sai lầm, chúng ta tự phá giới là chúng ta tự hại mình. Cái kẻ khác muốn vu khống cho mình là cái điều mà thường thường á, là người ta muốn vu khống cho những điều mình sai quấy. Thị phi là nó cũng là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta làm những điều sai quấy là chúng ta tự lọt vào trong cái nguyện vọng của những kẻ muốn hại chúng ta. Đức Phật cũng nói là như vậy. Ở đây người phá giới làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ, tức là người ta muốn hại mình nó phải có lý do. Như vậy những cái sự sai quấy của chúng ta là điều như vậy. Tu hành cũng vậy. Sự tu hành của chúng ta thiếu về vấn đề đạo đức, về giới luật, chúng ta có vi phạm điều này điều kia. Đó là cái cách mà chúng ta tạo cớ cho những cái kẻ muốn bêu xấu cho chúng ta nó có cơ hội. Như vậy đối với một bậc chân tu thì tất cả những điều thị phi là chuyện của xã hội, muôn đời không quan trọng à. Cho nên chúng ta mới nhớ có một vị thiền sư Nhật Bản không? Có một vị thiền sư này à, được sự kính trọng của rất là nhiều người. Cái một hôm đó có cô này có đem đến đứa con của nó là con ông nè à, cái ổng ôm vô ổng nói vậy à, à cái mọi người cứ cười ổng à, ông là đạo cao đức trọng á, trời ơi đó giờ tôi tưởng ông tu hành chân chánh, ai ngờ ông là như vậy á, ngày kia kia nọ thì ông cũng nuôi con bình thường à, ai nói gì cái chuyện của họ, sỉ nhục ổng cũng chuyện của họ. Mai này cái người mẹ đau khổ quá, thấy mặc cảm tội lỗi quá này kia kia nọ, cái đến mới thôi dạ con xin lỗi con nhận con về. Cái ông nói à, vậy hà à, à. Cho nên ở đây các vị thấy cái này nó là phản ánh cái gì? Kinh Pháp Cú trước kia chúng ta có học đúng không? Như ngọn núi cao đứng giữa cơn gió lớn, người thanh tịnh an nhiên giữa tiếng thị phi. Cái câu này nó hay vô cùng. Một bậc thiền sư tu hành biết rằng mình thật sự trong sạch thì người ta có giao con thì vậy à mà thôi. Và mai này người ta có lấy con cũng vậy à mà thôi. Bởi vì viên kim cương thì có thể vào hầm phân cũng thế. Như vậy một bậc chân tu
thông thường, không cãi nhiều với cuộc đời, bởi vì không quan trọng. Nhưng mà ai cãi nhiều thì coi chừng người đó sai lầm nhiều. Đây là nguyên tắc. Ví dụ bây giờ ngoài xã hội, nhất là những người làm nhiệm vụ điều tra, bắt được một ai mà người đó giải cái miệng đó, mày cho ai hết á. Nói thật như vậy, chính xác là như vậy. Còn nếu mà một người cảm thấy bình thường, nói một vài lời bình thường và điềm nhiên, thì thật ra người điều tra lúc nào cũng phải xét lại cái hành động và dự toán của mình. Cho nên ra trước kia tôi nhớ là thầy tôi có kể lại câu chuyện là cái thời mà thời Trào Pháp gì đó, có cái anh này ảnh bị giết. Thì quan ở trong làng mới họp lại với tất cả mọi người dân và để điều tra về việc đó. Thì trong hàng trăm người mà dây quanh để mà trong cuộc họp đó, có một ông đứng ra, ông nói như thế này: dạ thưa quan, cái thằng này nó còn thiếu tôi 100 giả lúa, bao nhiêu cây vàng rồi bao nhiêu vậy, rồi nó chết rồi làm sao quan? Thì lúc đó ông quan mới nói: bắt thằng đó, nó là kẻ có tội. À, các vị thấy cái người ta lãnh đạo, người ta làm quan, người ta tinh ý vô cùng, chưa biết rằng ông này có hay không mà ông này nhảy ra bao biện trước như vậy, thì người ta xác định rằng ông này là có lỗi. Bởi vì thật ra ông này nói cái câu đó mang cái nghĩa cái khôn của một người rất là kém, có nghĩa rằng nó còn thiếu nợ tôi, không lẽ tôi giết nó. Cái nghĩ của mình có được tới đó thôi, trong khi cái nghĩ của người khác còn siêu hơn cái ông này nhiều. Người ta mới là lãnh đạo chứ, hay là người ta mới là quan tòa chứ. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc cái chuyện cười dân gian Việt Nam, nó có câu chuyện vậy nè. Nó nói là trong cái hai anh này ở chung, mà trong một anh nó có cái sự mất mát cái gì đó mới đem kiện lên quan, thì không anh nào chịu mình là kẻ ăn cắp. Cho nên ông tòa ông mới nói như vậy: tôi sẽ phát hai anh hai chiếc đũa, và cái chiếc đũa này là chiếc đũa thần, cho nên điều quan trọng là ngày mai hai anh sẽ đem về nhà một đêm, rồi hôm sau đem nộp lên tôi. Cái chiếc đũa thần này, nó điều quan trọng là ai là người ăn cắp thì sau một đêm nó sẽ dài ra thêm một lóng tai. Và sau khi phát cho hai anh này xong, hai anh này đem về, thì cái gã ăn cắp nghĩ sao? Hả? Mình là ăn cắp, ngày mai chắc chắn đũa này nó sẽ dài thêm một phân, cho nên tối anh mới về lén lén thầm lặng nó cắt đi một lóng tai. Tức là cắt chiếc đũa nó bằng một lóng tay vậy đó. Cắt, ngày mai đem lên, hai anh em nộp đũa, thì hôm qua không cầm so lại thì sao? Một chiếc dài, chiếc ngắn. Thì lúc đó chiếc nào là chiếc có tội? Dài có tội hay ngắn có tội? Hả? Chắc không? Chắc thì đúng rồi. Như vậy thì ở đây các vị thấy làm sao? Đó là cái cách mà chúng ta thấy rằng cái hiểu thông thường của người gian nó nằm ở mức đó đó. Hiểu biết của một người lãnh đạo hay là một người quan tòa, một người làm điều tra, họ có cái suy tư và hiểu về cái góc độ của tâm lý ghê gớm. Họ đã học chuyên ngành về điều này. Cho nên các vị thấy rằng trong một cái việc gì xảy ra mà ai là người la lối ôm sòm nhất, thì đa phần là người đó thông thường có lỗi. Còn thật ra chúng ta thấy một điều, nhất là đối với những bậc chân tu, cho dù nói như thế nào, các ngài ít bao giờ bảo biện về điều đó. Tại vì thấy rằng không quan trọng. Tại vì thật ra lòng mình không hối hận thì không có gì cần thiết, quan trọng phải đi mà để mà bao biện với tất cả mọi người. Tôi từng nói các vị là không ai có khả năng để dùng đôi bàn tay để bụm họng được tất cả mọi người trên cuộc đời này. Điều đó là điều như một nguyên tắc. Cần gì mà đi ra để mà tranh cãi với dư luận trong cuộc đời. Ở đây các vị thấy rằng, trở lại vấn đề, Đức Phật dạy rất rõ: sự phá giới làm hại mình như dây mang bao quanh Katala, làm cho nó khô héo. Người phá giới làm điều mà kẻ thù muốn làm cho chúng ta. Cho nên ở đây, trong cuộc đời chúng ta không sai, không lầm, không lỗi, thì tất cả những việc dư luận của thiên hạ, đó là những là chuyện muôn đời. Các vị có thể xem lại bài giảng Vững Chãi Trước Thị Phi. Tôi có chia sẻ với các vị cái bài này tương đối đầy đủ cái ý nghĩa của nó. Thì thôi, bây giờ chúng ta đã tới giờ rồi, chúng ta tạm dừng tại đây. Lần tới chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị ở tại chỗ để chúng ta chuẩn bị sám hối.